Vô tình hình là hôm nay mình sẽ dẫn anh em làm một cái cây mod khá là quen thuộc và cũng được nhiều anh em quan tâm, đó chính là cây Neko DC, là cái cây mod này. Đây là cây mod được mình sử dụng trong khá là nhiều video hướng dẫn, do cái màu của nó rất là nổi bật trên cái nền tối của mình, giúp cho những cái động tác mình làm nó nổi bật hơn và các bạn có thể dễ dàng quan sát được. Ở đây mình còn có một phiên bản khác do Junior Pen Shop bán thì nó sẽ hơi khác một tí so với lại cái cây gốc. Bạn nào mà muốn nhanh gọn thì có thể mua. Còn đối với bạn nào mà muốn làm giống như cái cây gốc thì có thể là nói với Junior hoặc là có thể tự làm theo hướng dẫn của mình. Về cái thân thì mình dùng là cây Renaissance, còn đối với Junior Pen Shop thì ổng dùng là cây Mavi Uchida. Những cái cây này thì có bán trong Hoa Sa rất là nhiều và mình thấy nó chỉ khác nhau về chữ thôi, chứ cảm giác và chất lượng thì gần như là y hệt. Các bạn dùng dao để cắt bỏ phần đầu bút đi, lấy ống mực ra chỉ chừa lại phần thân ở giữa. Thân này theo như mình đánh giá là nó khá là mềm, khi mà các bạn dùng lưỡi dao ấn xuống thì nó sẽ đi thẳng cái lưỡi dao xuống giống như đang cắt thịt, chứ nó không có nứt cái thân ra như là một số những cái thân đặc cứng. Bởi vì mềm cho nên là khi lăn trên tay thì nó sẽ cho cái cảm giác tốt hơn là thân cứng. Và mình là con trai cho nên là mình có xu hướng là thích những cái gì nó mềm mềm. Về khớp nối thì mình dùng lõi nằm ở bên dưới miếng cao su của cây Crawwick Dry. Cây này thì trong Hoa Sa bán rất là nhiều. Các bạn cắt ra tầm 3,5cm. Tiếp theo các bạn cắt một đoạn Pilot Super Rib như hình dài 0,4cm. Ở đây mình dùng là phần rib trơn vì Pilot Super Rib nó có phần ngấn và phần trơn. Nếu các bạn không có tiền thì có thể dùng những cái rib rẻ tiền hơn để thay thế vì Pilot Super Rib rất là đắt. Còn nếu các bạn muốn chơi lớn cho ba má trầm trồ thì cứ chơi như mình. Sau khi đã chuẩn bị xong hai thứ trên thì các bạn làm khớp nối bằng cách là gắn rib Pilot Super Rib vào như này. Tiếp theo là gắn thân vào thôi. Ở đây mình gắn trước một bên, còn một bên mình chừa ra để cho các bạn hình dung được là gắn vào như nào. Sau khi gắn cả hai thân vào thì nó sẽ trông như này. Về miếng cao su thì ở đây mình dùng là Dr. Gel một miếng và cắt làm đôi. Còn nếu các bạn không có tìm được Dr. Gel thì các bạn có thể dùng Dr. thường. Thì ở Junior bán Dr. thường rất là nhiều và nó sẽ có cái màu như là thạch dừa. Còn Dr. Gel thì nó sẽ có cái màu nó hơi đục hơn. Cái màu vàng vàng nó là những cái thăng trầm mà mình đã trải qua với cái cây mod này. Nó nghe cho sang vậy thôi chứ thực ra là dơ mấy bạn. Tip thì mình sử dụng là tip Airfit. Cái này thì quá đơn giản rồi, các bạn có thể mua ở Junior Pen Shop bán rất là nhiều. Sau đó các bạn sẽ nhét vào như này. Ở đây mình mẫu cho các bạn ba cái luôn. Một cái là mình nhét hơi hơi, một cái là nhét sâu, một cái là theo chiều ngược lại. Cuối cùng là gắn tip và rip lên trên thân thôi và hoàn thành Neko DC. Các bạn có thể trang trí thêm ring nếu thích. Mình thì chuộng những cái gì nó đơn giản hơn cho nên là mình sẽ không thêm. Ok, và đó là hướng dẫn làm Neko DC của mình. Nếu các bạn muốn mua thì có thể liên hệ với Junior Pen Shop. Và nếu thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.